thì đón chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, nhà bếp được coi là nơi giữ gìn hạnh phúc, đem lại sự êm ấm cho gia đình. Đây là nơi mọi thành viên trong nhà quây quần lại sau một ngày dài làm việc. Còn trong phong thủy, phòng bếp đại diện cho tài vận, hạnh phúc, sức khỏe và cũng là nơi tích tụ nhiều nguồn năng lượng. Vì vậy, để căn nhà luôn được bình an, bạn nên chú ý đến phong thủy nhà bếp cũng như một số cách bài trí để tránh những điều xui xẻo. Theo đó, nếu nhà bếp của bạn có hai thứ đại cát sau thì trong khoảng thời gian cuối năm này, làm gì cũng may mắn, tài lộc luôn dồi dào, vạn sự hanh thông. Để biết đó là những dấu hiệu nào, mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất là trồng những loại rau ăn thảo mộc trong bếp. Một ý tưởng hay ho và đảm bảo sức khỏe đó là bạn có thể tự trồng những loại rau ăn được trong bếp. Đồng nghĩa rằng là khó khăn mà thực ra có rất nhiều các loại rau rất dễ trồng như hoa oải hương, húng quế, mùi tây, chanh, bạc hà, rau mùi hay xạ hương. Đây đều là những loại cây thích hợp trồng ngay trong nhà bếp. Bạn cũng có thể trồng các loại thực phẩm như hành lá hoặc tỏi hoặc những cây như chanh quất. Như vậy vừa đảm bảo sạch sẽ mà lại tiết kiệm. Cũng giống như việc trồng các loại rau trong nhà bếp, bạn cũng có thể trồng các loại thảo mộc ở đó. Có thể bạn không biết nhưng các loại thảo mộc không chỉ sử dụng rất tốt để pha làm trà và kết hợp thành các món ăn ngon, chúng còn giúp trang trí căn bếp của bạn mang đến không gian tự nhiên và hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết. Nếu sợ rằng không có thời gian để chăm sóc chúng thì bạn có thể chọn trồng cây lô hội, cây lưỡi hổ, trầu bà vàng hay dương sỉ. Bởi những cây này thực sự rất dễ trồng mà cũng không phải mất quá nhiều thời gian để chăm sóc. Nếu có ý định trồng những loại cây này thì cũng không phải lo lắng là chúng sẽ chết. Thứ hai là quan tâm tới yếu tố thủy và hỏa. Trong phong thủy nhà bếp thì yếu tố thủy và hỏa đặc biệt cần được lưu ý. Như bạn biết, hành thủy và hỏa là hai hành xung khắc với nhau, nếu để gần nhau chẳng khác nào mang tai họa vào nhà mình. Bởi vậy, đối với phong thủy nhà bếp thì yếu tố thủy và hỏa cần phải được tách ra. Cụ thể ở đây đó là bồn rửa và bếp nấu, đại diện lần lượt cho hai hành là thủy và hỏa. Như đã nói ở trên, hai vật dụng này thuộc hai hành mà xung khắc với nhau, nếu đặt gần nhau sẽ xảy ra xung đột. Khoảng cách giữa bếp nấu đến bồn rửa bát nên cách ra ít nhất là 50 cm. Nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng, như vậy sẽ giúp giảm đi sự cạnh tranh giữa hai hành mà không khiến cho tài lộc và vận may bị ảnh hưởng. Một trong những yếu tố rất quan trọng và quyết định đến phong thủy nhà bếp đó chính là xác định hướng của căn bếp. Nếu căn bếp của bạn được bố trí hướng nhìn của bếp đối với cánh cửa phòng bếp thì tốt nhất là nên đặt bếp ở nơi có thể nhìn thấy được ngay lập tức khi mở cửa vào. Vị trí này có thể là đối diện với cửa hoặc từ bên cạnh cửa chính đi vào, không nên đặt bếp nấu đối diện với một bức tường hoặc đặt trong góc. Việc bài trí và sắp xếp nhà bếp sẽ quyết định phần lớn đối với nguồn năng lượng và tài lộc cùng vượng khí trong nhà. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều gia chủ vẫn đang bố trí phòng bếp một cách tùy tiện theo sở thích mà không mấy quan tâm đến phong thủy, khiến cho tài lộc tiêu tán, mâu thuẫn lục đục triền miên. Để giúp quý vị giải quyết vấn đề này, tiếp theo sau đây chúng tôi xin chia sẻ về các mẹo phong thủy nhà bếp giúp chiêu dụ tiền bạc kéo đến ùn ùn như nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách bố trí bếp theo mệnh của gia chủ. Mệnh kim. Thiết kế bếp cho những gia chủ mệnh kim thì theo hướng Tây sẽ giúp gia chủ thêm nhiều may mắn và bình an. Mệnh mộc. Bố trí phong thủy phòng bếp cho gia chủ mệnh mộc nên có hướng cửa chính của bếp là hướng Nam, Đông hoặc Đông Nam sẽ thu hút tài lộc vào nhà. Mệnh thủy, hướng bếp phù hợp với người mệnh thủy là hướng Bắc, Đông tứ trạch như là Đông Nam hoặc là hướng Nam cũng rất tốt. Mệnh hỏa, gia chủ mệnh hỏa nên đặt bếp theo hướng của Nam, Tây Nam hoặc Đông Bắc để tài vận hanh thông và sự nghiệp thăng tiến. Mệnh thổ, hướng bếp cho người mệnh thổ phù hợp với hướng Tây Bắc, Đông Nam để gia tăng tài khí, công việc thuận lợi. Thứ hai đó là cách đặt bàn ăn trong bếp. Khi lựa chọn bàn ăn theo phong thủy thì việc tính đến các yếu tố về mệnh tuổi của gia chủ là không thể bỏ qua. Theo đó, những yếu tố liên quan như màu sắc, kiểu dáng và chất liệu của bàn ăn theo phong thủy cũng là một yếu tố để xác định xem đối với tuổi của mệnh chủ thì chúng có mang lại sự thuận lợi và hanh thông hơn hay không. Khi đã lựa chọn được bộ bàn ăn thì cần đến với bước sắp xếp không gian để nơi đặt bàn ghế sẽ là lý tưởng nhất. Đặt bàn ăn không quá gần với khu nấu nướng, nếu không gian bếp rộng nên chú ý điều này để chỗ nấu và chỗ ăn có những khoảng cách nhất định sẽ làm cho những người nội trợ thoải mái hơn.
Đặc biệt nếu không gian bếp khá nhỏ, có thể lựa chọn cách khu ăn ra khỏi khu bếp để không gian thoáng đãng hơn. Đặt bàn ăn tại khu gần cửa sổ, cửa kính hoặc ban công. Nếu có thể được, hãy xây dựng khu bếp là nơi đón được ánh sáng và không khí tự nhiên, vừa giúp những người nội trợ không có cảm giác bí bách khi nấu nướng và tận hưởng một không gian thoải mái cho những bữa ăn. Thứ ba, bố trí tủ lạnh trong bếp hợp phong thủy. Tủ lạnh thuộc mệnh kim, còn bếp thuộc mệnh hỏa, được biết đến là một mối quan hệ tương sinh, đặt chung một không gian sẽ giúp cân bằng vượng khí và tạo nên sự thịnh vượng. Do đó, tủ lạnh phải quay về hướng đông nam hoặc hướng bắc, chính là hướng lành. Vị trí đặt tủ lạnh trong bếp tốt nhất là phía sau, cách khoảng 10 cm, hai bên hông là 2 cm, vừa để bảo quản tủ lạnh thoát nhiệt, vừa để luồng khí tốt lưu thông dễ dàng. Chú ý tuyệt đối không được đặt tủ lạnh gần hoặc đối diện bếp nấu vì khí nóng của bếp và hơi lạnh của tủ sẽ xảy ra xung đột, làm ảnh hưởng sức khỏe gia chủ, các thành viên trong gia đình bất hòa, cãi vã. Hơn nữa, nếu đặt cạnh bếp nấu cũng sẽ dễ gây nguy hiểm và không cân bằng được thẩm mỹ. 4. Không gian thứ tư là vị trí đặt lò vi sóng trong nhà bếp. Hiện nay, lò vi sóng là vật dụng phổ biến trong nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, khi lò vi sóng hoạt động sẽ phát ra những tia sóng ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, cần có vị trí thích hợp để đặt lò vi sóng sao cho vừa thuận tiện khi sử dụng, lại ít gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mọi người. Lò vi sóng nên đặt ở vị trí thông thoáng, tránh xa những vật dụng, đồ vật tỏa ra nhiệt lượng lớn. Lò vi sóng thường đặt ở tủ bếp, dưới bàn bếp hoặc tủ bếp trên. Nếu đặt ở tủ bếp dưới, cần đặt cách mặt đất 20 cm sẽ vừa tầm với của người nội trợ, tránh ẩm ướt và các loại côn trùng gây hại dưới đất. Thứ năm là hướng mở cửa bếp. Hướng cửa bếp khá quan trọng vì đó là điểm đón vượng khí, giúp gia chủ mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, tài lộc. Do đó cửa bếp cần quay về hướng tốt, nơi sạch sẽ, tránh những nơi ô uế. Cửa chính của bếp không nên thông với cửa sổ hoặc có nhiều hơn một cửa sổ, vì quan điểm phong thủy như thế sẽ làm thoát khí, khiến vượng khí theo đó mà bay đi, gia chủ bị thoát, tài lộc có nhưng không bền, tiền làm ra cũng không giữ được. Cửa bếp kiêng không được hướng ra phòng khách, bởi phòng khách là trung tâm của nhà, cần tĩnh lặng, sạch sẽ và yên ổn. Không được ám mùi đồ ăn uống vì khách khó chịu, người nhà thì hay chóng mặt, đau đầu. Nhà nào bị như thế thì cần chỉnh sửa hoặc tìm thấy, hóa sát bằng cách đặt đồ phong thủy để hóa giải vận hạn, hóa sát tà khí và chiêu thụ tài lộc, đem lại bình an, may mắn, phúc khí, tài vận dồi dào cho gia chủ. Cuối cùng là cần giữ không gian bếp thoáng, sạch, không bị hấp hơi nước. Theo các nhà phong thủy, không gian bếp thoáng đãng, sạch sẽ, có nhiều ánh sáng tràn vào là lý tưởng nhất vì sẽ cuốn đi những điều không tốt lành. Không phải như nhiều người nhầm tưởng là không gian nhà bếp luôn mở sẽ cuốn mất tài lộc, bếp luôn phải sạch sẽ, ngăn nắp, thoáng đãng để không bị hấp hơi nước. Cần lau dọn nhà bếp thường xuyên, không để thức ăn, dầu mỡ đọng lại khiến gian bếp bẩn, ảm đạm. Những vật dụng trong nhà bếp như là dao, thớt cần có nơi cất an toàn để không bị rơi rớt, gây nguy hiểm cho người khác và phải tránh xa tầm tay của trẻ em. Với những căn bếp bí bách, chủ nhà phải lắp máy hút khói, hút mùi, làm quạt thông gió để làm thoáng phòng bếp. Quý vị thân mến, phòng bếp tuy nhỏ nhưng lại là nơi có vai trò rất lớn và tác động mạnh mẽ đến trường khí toàn bộ của căn nhà. Vậy nên các gia chủ hãy đặc biệt lưu ý về các nguyên tắc mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây để không gian bếp vừa đảm bảo khoa học, đẹp mắt, lại hài hòa về mặt phong thủy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.